Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài. Cứ mỗi buổi sáng những ý tưởng của Đức Chúa Trời dạy dỗ cho chúng con từ những ngày sáng, từ những ngày, từ những buổi sáng sớm tinh sương như thế này. Nó giống như những giọt nước sương tưới lên hạt giống đức tin của chúng con, làm tươi mới, làm cho lẽ thật của Ngài được trỗi dậy, làm cho hạt giống đức tin của chúng con được đâm tròi và nảy mầm. Và chúng con tin rằng ở trước mặt Đức Chúa Trời, mỗi người trong chúng con đã được Chúa chuộc mua bằng huyết của truyền còn và chính Ngài là đấng ban đức thánh linh trong mỗi cuộc đời của chúng con và chính Ngài cũng sẽ là đấng đặt lời của sự sống cho môi miệng của chúng con những gì mà chúng con rao báo những gì mà chúng con công bố những gì mà chúng con sẽ giảng trong những ngày tới đó là ơn và lẽ thật của Ngài ban cho và thân của Đức Giê-va xin đầy dẫy để mỗi một ngày chúng con kinh nghiệm đức thánh linh dẫn dắt chúng con và mọi chiều kích của cuộc sống này và ở nơi lãnh vực nào ở trong mảng nào của cuộc sống này khi chúng con được sự thăm viếng đức thánh linh rồi thì tại nơi đó cha ơi giàu cho cả bức cả một bức tường ngăn cách chống đối chúng con nhưng nó cũng không thể nào ngăn cản được lẽ thật của ngài nó cũng không thể nào ngăn cản được những thông điệp mà chúng con sẽ ra báo thần của đức sơ vào ơi xin chúc phước để ai trong chúng con cũng thật sự là những người mở đường ai trong chúng con thật sự là những người chuẩn bị cho Chúa một dân sẵn lòng và chúng con cũng là một dân sẵn lòng cho Đức Chúa Trời và chúng con tin rằng sự sức giàu của Ngài trong những ngày sau rốt này sẽ càng ngày càng rõ nét hơn nữa trên hội đồng cầu nguyện của chúng con sự thăm viếng của Ngài sẽ càng ngày càng cụ thể hơn nữa và chúng con có thể nói như dân rằng, rằng mắt chúng con sẽ thấy tay chúng con nghe còn tay của chúng con sẽ rờ được và lời sự sống của ngài về những gì mà ngài sẽ thực hiện qua hội thánh qua mỗi đời sống của chúng con nguyện đức chúa trời sẽ được vinh hiển trong một ngày mới này nguyện ngày hôm nay chúng con sẽ nhìn thấy nhiều phép lạ xảy ra đó là có nhiều người đến với Đức Chúa Trời, có nhiều lời cầu nguyện được trở nên linh nghiệm, nhiều điều được cởi trói, nhiều thông tin phước hạnh đến với lỗ tai thuộc linh của chúng con. Bởi vì mỗi buổi sáng khi chúng con nghe bắt đầu nghe lời của Đức Chúa Trời, thì Chúa đã cắt bì lỗ tai của chúng con rồi, Chúa đã cắt bì tấm lòng của chúng con rồi, và Chúa đã chuẩn bị hết mọi sự để trong ngày hôm nay, chúng con chỉ là người ngồi ở nơi bàn tiệc thuộc lưng của Ngài và nhìn thấy cách mà Ngài đặng dọn bàn cho chúng con, cách mà Ngài sang hành động dùm cho chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin cứ luôn luôn mỗi ngày đem chúng con vào trong lời của Đức Chúa Trời nhưng và khích lệ chúng con, nâng đỡ chúng con, nuôi dưỡng chúng con và luôn luôn làm cho chúng con nhìn thấy rõ Thánh linh của Chúa đang đồng hành và dạy dỗ chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa chúng con dân hội đồng cầu nguyện này ở trong tay của cha và mỗi cá nhân của chúng con nữa chúng con hiệp ý và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ Amen